Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay tôi sẽ quay một vườn hoa mai. Mai trắng tại Sapa. Cái mai này là nhất chi mai. Răng trắng Sapa. Thời điểm này thời tiết Sapa đang nắng đẹp nên là hoa mai nở rất là rộ. Đây là một cây mai mai trắng thế. Trong này còn rất nhiều. Toàn những cây mai rất khủng. Đây. Thế cây mai đang nở rất là rộ. Hoa trắng luôn. Rất nhiều mai trắng. Đang trong thời kỳ nở rộ. Đây là cây mai đã nở hai đợt rồi, chỉ còn sót lại một vài bông. Cây này thì thời điểm này còn thấy hoa chứ đến Tết thì không chơi được. Bởi hoa đã tàn hết rồi. Hoa nhất chi mai rất đẹp, trắng muốt. Còn đây là cây mai lâu năm nhất Sapa. Khoảng 45. Thời kỳ đang nụ ra rất nhiều. Khắp cảnh chỉ có nụ. Hoa đang sống rồi. Cây rất khủng. Thân cây rất là khủng. Rêu phong. Đây, các bạn có thể thấy đây. Tất cả những nhánh, những cành toàn là nụ hoa hết. Đây, nụ xài kín. Toàn cảnh cây mai già lâu năm. Gốc rất là to. Hoa hồng đến mua. Một cục. Bên này là một cây mai nhỏ.
đang nở rất nhiều hoa. Hoa mai trắng. Toàn bộ tôi kết thúc video tại đây nhé. Xin chào tất cả các bạn.